Chúng xin chào tất cả anh em. Chiều nay mình mới vừa xong việc đi chạy lên kho đi lấy cái con này về. Hôm nay có xe ba bánh rồi. Con này hôm trước mình mua, mình hình như có đăng trên Zalo thì phải. Mitsu 710, cái đuôi thì nằm ở nhà trước rồi, chuyển về trước rồi, còn mỗi cái đầu nằm trên đây thôi. Mang về để lắp thành bộ. Rồi giờ nãy giao đến tay anh em. Sẵn tiện đây mình có nhặt được cái món hay hay, có review cho anh em luôn. Con này thì có hứa với một số anh em là chủ nhật thì mình làm video về nó, nổ máy cho nó. Mitsu gõ 710 này, này nó cũng thuộc dạng hàng không phải là VIP nhưng mà đòi cũng không phải là thấp luôn. Hiện thị trường nó cũng được tin dùng nhiều vì lý do dòng Mitsu nó bền. Cái chất Mitsu thì nó bền lắm anh em ạ. Đầu dễ thay với lại dễ dùng lắm. Đây. Này, tổng quan nó đây. Cũng là 6 số 2 tầng, 6 số, có nghĩa là 3 số 2 tầng á mà đúp ở trên trên hộp chuyển hướng bên trên luôn. Con này chưa rửa nhưng mà như thế này là cũng tạm đạt rồi. Không phải là quá xuất sắc. Ít dùng, chắc để mưa thôi, có nổi sỉ một ít này. Cái món mình nhặt được đây. Đây nhé, Kawa 7 ngựa. Con này nó có đề. Thấy hay hay nhặt về chơi. Anh em nhìn phía sau nè. Hai con máy này cũng không có gì đẹp hết á, quan trọng nó có đề. Với lại thấy hơi hám lửa nó còn thì nhặt về làm thôi, giá rẻ là được rồi. Thùng xăng này dễ rồi, thùng xăng này phải xúc rửa nhiều lắm, bỏ nhiều công ra xúc rửa ngâm dầu nó mới sạch sẽ được. Và đây một cặp luôn. Con bên đây có vẻ trầy tróc hơn nhiều. Con bên đây thì 7 ngựa rưỡi FG 300, con bên kia thì 7 ngựa thôi FG 270. Cái bô này nó rất là dị luôn nên mình xin thêm một cái bô bình thường, bô đứng bình thường. Không biết cái bô này nó, bô lửa này nó đòi cái kiểu gì mà nó đưa xuống dưới nè anh em. Này, đề đốm đầy đủ, hơi hám còn đủ. Rồi, xe đến rồi đấy. Xe ba bánh của mình đến rồi. Kubota thùng nhựa này là giao cho ai? Quốc Dương cũng ăn món này nữa hả? Lựa con đẹp đẹp mẫu lại được không Quốc Dương? Của Linh giao cho ông với ai? Cái gì? Của Linh nó giao cho ông. Mua rồi giao chạy. Gửi hoài ông nội. Trời ơi bé. Em lờ 70 nén. Đó anh em, xe mình đến rồi, tí nữa mình bóc con máy về. Có đoạn trước vừa giới thiệu cho anh em hai con máy nỏ. Anh em nào có cần dùng thì liên hệ với mình. Mình báo giá luôn nhé. Mua tất nhiên là mình thôi bây giờ
dễ nhất trên đời luôn nè. Mình báo luôn cái giá mình mua tại đây nè, để cho anh em dễ cảm nhận được cái giá bãi tại Long An. Còn việc mua bán với lại không dọn phải có lời có lãi thì đó là điều tất nhiên rồi. Cặp này mình lấy 1,6 triệu ấy, có nghĩa là nếu mà tính trung bình ra 800.000 một con, nhưng mà có con đẹp, con xấu, con to, con thiếu đồ gì đấy. Anh em thấy thấy giá hợp lý thì liên hệ với mình nhé. Đây nè, đây là anh em thương lái với lại cò lái, người ta chạy mổ qua mổ lại là như vậy đấy. Toàn gốc ngay, gốc ngay chạy đầm dùi, chạy cái ổ đầm dùi. Đây có con Giang Ma 70, con Giang Ma GE 70 7 ngựa, con này được, con đẹp quá đẹp, không có đề cũng không quan trọng lắm, thiếu bồ e. Ở đây có cái món này rất là vui nha anh em, mình chia sẻ những cái thứ mình gặp nha. Hai cái bánh lớp này thì nó không quan trọng lắm. Đây là cái hộp số vi sai nhỏ nhất này, nó có vi sai nhá, hộp số này có vi sai. Bây giờ nó đang nằm trong khung như thế này thì không rõ lắm đâu, chỉ cần kéo bu ly nó chạy thôi. Cái con này thì nó chạy không có nhanh, chạy chậm chậm chậm, nhưng mà nó có vi sai tại hai cái bánh hơn găng tay tí thôi, 2,5 tấc gì đấy. Chế xe chở con rất là ngon luôn, có phanh tay nữa này, có phanh số này, đây có phanh số đấy. Tối quá không thấy, nhưng mà cụ thể nó có căn này dần gồng ở đây này, một bên trục lệch nhé, một bên trục dài, một bên trục ngắn. Con này có bị sai để chế xe chở con chơi là vui nè, giá nó mấy trăm nghìn gì đấy, không biết nữa, chưa hỏi, tầm tầm đấy. Ừ, lên xe đi Thanh. Kéo kéo sát lại đi. Khoan khoan. Một tay một thôi được rồi. Hít cái cỏ tay rồi. Ngoài ông dẻo còn hai con sườn sới với một cái khung xịt. Với đây hai con máy nổ nữa là xong rồi. Ừ. Biết chỗ 7 ba chai ở dưới đại Quảng Ngãi không? Đối diện 6 Nhật. Thấy mở cửa thì đi ghé lại, còn không mở cửa thì về luôn. Và lúc đó thì cứ hỏi là đồ của Trung thôi. Em bận suốt ngày luôn anh. Cho dắt mấy anh? 401 sứ. Sứ trai con này là sứ trắng không? Ừ. Sứ trắng. Giá nó sao nữa? 3,2 triệu. Đối tình. Con này rửa ra thì chúng là trắng tinh rồi. Con này là cũng má tiêu dở luôn, cái rồi má tiêu mới chấp luôn. Con này đẹp dữ lắm, đẹp. Ừ. Đang nằm dưới nhà anh hả? Ừ. Tí có về dưới không? Đi rồi, đi về rồi. Rồi ngày nay em xem lên món đồ xong quay xuống dưới. Rồi. Nay có mua được gì không Linh? Lắp mỏ được gì? Rồi thôi, mình xin chào tất cả anh em nhé.